Điện tử Tài Phát xin thân mến kính chào tất cả những khán giả đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Điện tử Tài Phát. Thì hôm nay Điện tử Tài Phát lại mời tất cả những khán giả của mình xem một cái video mà Điện tử Tài Phát so sánh về những cái loa Neo và loa từ Ferrite. Thì có những khán giả đã comment hỏi Điện tử Tài Phát là loa Neo thì nên sử dụng loại loa Neo như thế nào mà để sử dụng karaoke cho gia đình mà nó có cả tiếng bass. Tại vì thông thường thì loa Neo thì tiếng ca rất là sáng, độ nhảy rất là cao. Nhưng mà nói về phần tiếng bass đó thì loa Neo không thể hiện được cái độ dày và ấm được như là từ Ferrite. Thì hôm nay Điện tử Tài Phát sẽ mời khán giả của mình xem một cái video mà Điện tử làm theo cái kinh nghiệm của mình, là sau bao nhiêu lần lắp ráp thì loa Neo nó có rất là nhiều dạng. Thì ở trên đây Điện tử Tài Phát chỉ lấy tạm hai chiếc loa này để demo sơ qua thôi. Thì ví dụ như là những cái chiếc loa Neo mà đây nè, đó, từ Neo, đây là một chiếc loa trung mà từ Neo luôn nha. Thì từ Neo được nằm giống như từ Ferrite nè, có nghĩa rằng chúng ta sẽ có đế sắt A và đế sắt B và từ nằm ở giữa. Thì đây là một cái chiếc loa Neo nó tương tự như vậy, cũng có đế sắt A và đế sắt B là đường từ sức và từ được nằm ở giữa. Và đến nữa là một chiếc loa Neo mà được gọi là từ Neo bi, hay là có nơi thì gọi là Neo bánh xe. Thì đây cũng vẫn có đế sắt A và đế sắt B cũng là đường từ sức, và từ Neo cũng được ghép từ nhiều cái viên từ lại và từ được nằm ở bên ngoài. Và tiếp đến đây là một chiếc loa nữa cũng là từ Neo, nhưng Neo không nằm bên ngoài, đây chỉ là một cái hộp đậy lại thôi và cục từ được nằm ở giữa. Được nằm ở giữa có nghĩa nằm ở bên trong cái cục côn nè. Nếu khán giả nào đã có xem mà cái video mà Tài làm về cái từ El Nico đó, thì cái cục từ được nằm ở bên trong cái cục côn này, thì chiếc loa Neo này là từ nó tương tự như vậy. Thì hôm nay Điện tử Tài Phát chỉ lấy hai chiếc loa này để nói về cái thể loại từ Neo, nhưng mà Tài Phát sẽ so sánh cái chiếc bass tương đồng với nhau. Thì vì đây là hai chiếc bass đều là bass 30, thì Tài sẽ bỏ cái phần này sang bên này, Tài sẽ nói về hai chiếc loa này. Thì hai chiếc loa bass này đều là hai chiếc loa bass 30, và một chiếc là từ Neo nằm ở giữa và một chiếc là từ Ferrite thông thường mà chúng ta thường hay gặp. Thì hai chiếc loa này đều sử dụng là côn 75 và dây đồng được một quấn một lớp bên trong và một lớp bên ngoài. Đây là cái côn mà Tài đang cầm, của hai chiếc loa này đều sử dụng cái côn 75 y chang như nhau, tương tự như nhau, chỉ khác về cái phần từ thôi. Thì sau bao nhiêu năm mà Tài làm lắp ráp về những cái thùng loa thì và sửa chữa đó, thì cũng cảm nhận được thì cái từ Neo này nó vẫn cho ra tiếng ca rất là sáng và độ nhảy rất là cao, tiếng ca chúng ta đi rất là xa. Và ngược lại, chúng ta sử dụng với karaoke gia đình ở nhà, chúng ta vẫn có được chất âm bass trầm và ấm. Và bên đây là từ Ferrite, thì chút xíu Tài sẽ bật lên và test thử cho mọi người cùng nghe. Thì Tài sẽ thử trên một chiếc âm ly và để sẵn chế độ, đây là đều bass treble, đều là 50-50 hết tất cả. Thì Tài cũng chuẩn bị sẵn một cái công tắc và nối hai chiếc loa vào cùng một lúc, và Tài sẽ bật công tắc đảo qua đảo lại. Thì xin mời tất cả những khán giả của mình cùng xem video với Tài nha. Và bây giờ Điện tử Tài Phát sẽ cùng test thử hai chiếc loa này cho mọi người cùng nghe thử nha. Đáng lý là Điện tử Tài Phát sẽ bỏ vào một cái thùng để test, nhưng mà thôi, thì khi vào thùng thì có đôi khi bên ngoài khán giả lại nói là bên trong thùng là sử dụng cái này cái kia ở bên trong, sử dụng mạch ở bên trong nữa. Cho nên là Điện tử Tài Phát để luôn ở bên ngoài như thế này, và đã được làm sẵn một cái công tắc. Thì sau khi phát lên, Điện tử Tài Phát sẽ gạt công tắc đảo qua đảo lại giữa hai chiếc loa, và mọi người có thể đeo tai nghe vào để cảm nhận và nghe cái tiếng bass của từng chiếc loa một và nghe cái độ sáng của từng chiếc loa một. Thì trên âm ly Tài đang để sẵn hết để rung sát lại cho mọi người cùng xem nè. Đó, tất cả Tài sẽ sử dụng cái kênh bên này. Bỏ cái dây điện đi qua. Đây, Tài sẽ sử dụng cái kênh bên này. Âm lượng của master và music Tài đã được bật sẵn, kết nối bluetooth sẵn với điện thoại rồi. Thì bass treble tất cả Tài đều để 50-50 hết. Và bây giờ Tài sẽ đứng cái chân quay trở lại. Đây, để chân quay. Xe, mọi người thông cảm xe quá trời. Và Tài sẽ sử dụng cũng một cái bài hát. Thì lời yêu thương nha. Đây, thì trên điện thoại Điện tử Tài Phát sẽ cho phát cái bài hát này lên, và sau đó Tài sẽ cầm cái công tắc này gạt qua gạt lại
để đảo hai chiếc loa qua lại với nhau thì mọi người có thể đeo tai nghe để cảm nhận giữa hai chiếc loa này nha. Thì giờ tài sẽ cho phát nha. Bây giờ tài sẽ đổi nhạc nha, qua một cái nhạc hòa tấu nha. Thì không biết bên trong video thì tất cả khán giả của Tài cảm nhận và nghe nó như thế nào nha. Thì bên ngoài thực tế thì cái này video được quay qua bằng một chiếc điện thoại. Thì tiếng ồn nó cũng hơi khá nhiều thì mong mọi người cũng thông cảm. Thì riêng về cái phần chiếc loa bass neo bên này, nó vừa thể hiện được tần số thấp, tiếng bass cũng rất là mềm, và tần số cao, tiếng ca thể hiện rất là sáng. Thì rất là thích hợp cho chúng ta sử dụng, chúng ta lắp ráp với loa karaoke gia đình ở nhà, chúng ta vẫn có được tiếng bass và chúng ta vẫn có được tiếng ca sáng để chúng ta hát karaoke bình thường. Còn riêng đối với ví dụ như chiếc loa bass bên này thì nó thiên về cái dải mid bass rất là nhiều, vừa tiếng bass và tiếng mid bass. Còn về cái phần độ sáng của phần mid bass thì nó thể hiện sẽ không có độ nhạy qua bằng cái loa từ neo bên đây. Mà
Riêng về thiên về hai chiếc loa này thì đều sử dụng cái đường kính côn y như nhau, đều là chiếc côn 75 và dây được một quấn một lớp trong một lớp ngoài. Nhưng mà mọi người có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh giữa hai chiếc loa nó đều khác biệt với nhau. Thì điện tử Tài Phát cũng làm một đoạn video ngắn. Đến đây điện tử Tài Phát cũng xin tạm dừng. Và điện tử Tài Phát sẽ xin phép hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video lần sau. Xin thân mến chào tạm biệt.